Minh Tú bất ngờ gửi lời xin lỗi đến những người mình từng làm tổn thương, Phán Thi nhau gọi tên Lan Khuê. Minh Tú bất ngờ gửi lời xin lỗi đến những người mà mình từng làm tổn thương trong quá khứ. Mới đây, trong tập mới nhất trên kênh YouTube cá nhân, Minh Tú đã nhìn lại hành trình 10 năm làm nghề của bản thân. Ngoài ra, nữ siêu mẫu cũng có những chia sẻ bất ngờ về nhiều câu chuyện ngoài lề. Khi nhắc đến khoảng năm 2017, Minh Tú cảm thấy áy náy và muốn gửi lời xin lỗi đến những người mà bản thân làm tổn thương bằng lời nói. Nữ siêu mẫu cũng chia sẻ tính cách quá nóng nảy của mình là con dao vô tình khiến người khác tổn thương. Mãi đến tận sau này cô mới nhận ra mình cần có cách ứng xử bình tĩnh hơn để bảo vệ thí sinh thay vì quá máu chiến, hùng hổ. Tuy không nói thẳng tên nhưng người hâm mộ đều đoán ra nhân vật Minh Tú đang nhắc tới là Lan Khuê. Được biết, Minh Tú và Lan Khuê đã có màn cãi nhau khá căng thẳng khi Lan Khuê thẳng tay loại Khánh Linh, một thí sinh tiềm năng của team. Minh Tú trong The Face 2017, Minh Tú đã dùng nhiều lời lẽ gay gắt công kích Lan Khuê như mua cái môi thâm rồi hãy nói chuyện với chị, đừng làm hoa hậu thân thiện, đừng làm Miss 10+1. Tuy nhiên sau 5 năm, cả hai hiện tại có mối quan hệ khá tốt đẹp. Thậm chí hai siêu mẫu còn được bắt gặp trò chuyện vui vẻ thoải mái với nhau khi chạm mặt ở sự kiện.